Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc sống miền quê Thì mình trở lại cái miếng lúa này Ở sau nhà mình cái miếng ém nước nè bà con Thì cho tới bữa nay nó được 24 ngày ha Thì mình cũng giảm giá gần xong rồi Thì cái này mình rẽ phân cách nay khoảng 6 ngày Thì bà con thấy là bây giờ nó cũng tương đối là bích tán hết rồi ha thì bữa nay thì mình bắt đầu vào cái giai đoạn từ 24 25 ngày thì bà con phải quản lý sâu bệnh nó một cái hay bà con thì ở đây mình hôm nay mình sẽ tiến hành phun cái cái đậu ôn nè cái thứ hai là cái đối tượng mà bà con thấy là trong cái cái mùa hè thu này là nắng nóng là một cái đối tượng sâu đục thân thì mình phải quản lý từ 20 đến 25 ngày đổ lại Còn bà con để mà nó xa quá mà chuyển qua cái giai đoạn mà khoảng chừng tháng thì coi như là nó, nó ăn nhiều rồi Bà con chị rất là khó Cho nên là trong cái cử này thì à, trưa nay thì mình phun luôn rồi sẵn mình làm một cái video à, Mình chia sẻ với bà con ha Thì à, cái cử này mình xịt một là phòng ngừa được cái bệnh đau ôn lá cái thứ hai nữa là à, phòng ngừa được cái sâu đục thân thứ ba nữa là mình à, dùng cái hoạt chất bắt lo bu cho john để mà phun à, cho nó ngắn lóng lại hả bà con tại vì à, trong cái giai đoạn này thì bà con phải xử lý nó rồi nếu mà để trễ nữa thì nó sẽ không lùng ha thì à, mình sẽ tiến hành mình phun thuốc cho bà con à, một chút nữa thì mình sẽ chia sẻ những cái loại thuốc nào mình sử dụng ở trong cái à, À, cửa phun này thì à, mời bà con à, đi theo mình thăm một cái đoạn ha. thì khúc này mình à, giảm giá rồi nè bà con. trời à, thì nói chung à, rất là nắng cho nên là à, mình thì phun à, máy bay ha, bà con xem nè. ở đây là một cái phần à, bộ cái miếng đất nè bà con xem ha thì mình chút nữa mình chia sẻ cái loại thuốc cho bà con luôn ha Đây, bà con mình thấy nè bây giờ bắt đầu cái giai đoạn này là bà con thấy là một mình đi dặm lúa ở trong là mình thấy có cái sâu đục thân rồi nè bà con thấy nè bây giờ cái giai đoạn này là mới ở cái dạng à, nó đục bẹ nè bà con à, nó đục cái bẹ lúa nó đi vô nè bà con thấy không thì một thời gian nữa là cái cây lúa mình nó có cái thân cái ống rồi á là sau đó nó sẽ chui vô cái ống luôn thì bà con thấy nhìn quan sát cái miếng lúa của mình mà thấy xa xa có một cây như thế này á thì bà con sẽ tiến hành phun là vừa liền ha bà con còn nếu như không á, là mình để à, trễ quá là có như nó vô đục thân là mình rất là khó trị nè bà con thấy à, cái lúa mình nở à, bộ rễ cũng trắng rất là đẹp ha thì đó là cái cách nhận biết cái sâu đục thân để bà con có thể biết cách để mà phòng phòng trị cho nó kịp thời nha bà con Rồi. thì cái cử 24 25 ngày này thì trong cái vụ hè thu thì mình cần sử dụng những loại thuốc để phun ngừa đảo ôn cái thứ nhất là phun ngừa đảo ôn ha bà con <laughs> thì cái này mình sử dụng cái thằng bơm này ha thì cái hoạt chất của nó là chisiclazon với isoprothiolan thì nó là hai cái hoạt chất mà một cái là bà con thấy là nó lưu dẫn một cái là nó trị liền ha thì mặc dù trong cái thời gian này thì bà con thấy là lúa nó mới hai mấy ngày thì cái vụ hè thu này nó cũng chưa có hay bà con. Tức là nó xa xa thấy một đốm thôi. Nhưng mà trong cái cử này thì mình nên phun ngừa. À, đừng để cho nó bệnh thì sau này mình trị nó rất là khó khăn. Cho nên là một cái cử xịt này là mình sẽ đầu tiên là mình cộng cái đậu ôn. Thì cái đậu ôn là cái này cái gói này thì mình sử dụng cho một một bịch này thì mình ngừa thì mình phun cho hai công tầm lớn bà con. <laughs> hai con tầm lớn một một gói này. Một cái đối tượng rất là nhiều ở trong cái vụ hè thu nắng nóng này. Đó là cái sâu đục bẹ. Sâu đục bẹ thì cái ban đầu bà con thấy là từ nó khoảng 20 ngày là bắt đầu nó có rồi. Thì nếu mà bà con không có phun xịt nó để trừ nó thì đến cái giai đoạn khoảng 30 ngày thì bắt đầu nó vô nó đục thân thì lúc đó mình rất là khó trị con cho nên là mình từ khoảng 22 đến 25 ngày thì bắt buộc bà con phải phun một cái cử sâu đục thân tức là tất cả những cái loại mà thuốc ở trên thị trường hiện nay đó thì có bà con cứ mua nhưng mà ở đây thì mình sử dụng cái loại này quen rồi Vita đăng nè cái thứ nhất là nó, nó rẻ tiền cái thứ hai là nó dễ mua cho nên là mình sử dụng cái này cũng hiệu quả rồi con thì một gói này thì mình xịt cho một, một công tầm lớn ha bà con bà con cứ sử dụng một gói này có mười mấy ngàn thôi thì bà con sử dụng cho một công tầm lớn thì nó rất là hiệu quả thì ở đây là anh đặt chị sâu đục thân sâu cuốn lá bò chỉ ha đối với cái loại bù lạch đó bà con sử dụng cái này cũng ngon lắm mà thì mình sử dụng quen rồi còn cái món thứ ba mình xịt ở trong cái cử này đó là cái thằng uh, Rita gì đây Rita vậy đây tức là uh, cái hoạt chất của nó là bắt lo hay bà con thì mình sử dụng cái mục đích của cái uh, thuốc này á, là đối với cái giống OM18 này thì thường hay nó sẽ rất là cao vàng mình sử dụng cái lần này trong cái cử khoảng 24-25 ngày này á, thì mình sử dụng cái thuốc này tức là cái liều lượng ở đây người ta khuyến cáo là từ 0,3 đến 0,5 lít tức là từ 300 cc đến nửa lít cho một công cho một hecta bà con thì mình cứ căn cứ vào cái liều lượng này mình sử dụng hoặc là bà con có thể sử dụng nhiều cái cái loại khác cũng được miễn làm sao mà có cái hoạt chất baclobu này là được ha mà con chứ không phải nhất thiết phải sử dụng cái loại thuốc này à, nhưng mà mình xịt máy bay thì mình sử dụng cái loại này là cái loại nước À, nước bột á, nước trắng ha thì nó tiện lợi cho mình sử dụng cho nên mình, sử dụng cái loại này hiện chai này cũng một trăm mấy mà con mình sử dụng trong một hecta là vừa đủ ha tại vì cái chai này nó 500 ml nè thì cái liều khuyến cáo là từ 0,3 đến 0,5 lít cho một ha tức là từ 300 đến nửa lít cho một ha đó thì bà con pha nếu mà xịt bình tay thì pha 25 bình 25 cc cho bình 25 lít nè thì cái liều lượng khuyến cáo bà con cứ coi trong cái, cái 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 gói thuốc hoặc là cái chai thuốc để bà con sử dụng thì uh, trong cái cử này thì mình xịt ba cái thứ này thôi uh, một là cái đối tượng sau đục thân là cái quan trọng nhất thứ hai nữa là bà con thấy là cái uh, cái đậu ôn và cái thứ ba là cái thuốc ngắn lóng thì bà con uh, đối với cái uh, hoạt chất uh, bắt lo bu cho John này bà con cứ sử dụng khoảng giai đoạn từ 25 ngày đến 30 ngày thôi ha bà con đừng có để trễ quá trễ quá thì nó không có hiệu quả cao tại vì lúc đó là nóng nó nó dài rồi thì mình sử dụng nó không thể nào mà nó kéo lùng lại được tức là mình phun giai đoạn này ấy, thì nó sẽ lùn lùng về sau tức là không phải là mình xịt nó lùng lại mà nó nó chờ nó phát triển sẽ ít lại ngắn lại trong cái thời gian mà lúa về sau đó bà con thì đó là ba cái loại thuốc mình chia sẻ trong cái cử xịt 25 ngày hôm nay ha thì bà con thấy video hữu ích thì xin cho mình một like bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ để theo dõi được những cái video mới nhất của mình ra ha bà con bà con bấm nút đăng ký rồi bấm nút chuông chọn tất cả khi mình đăng một cái video mới lên thì bà con có thể nó thông báo trên cái điện thoại hoặc tivi của bà con đó để bà con có thể theo dõi tiếp những cái video mình ra để mà làm sao mình tranh thủ mình chia sẻ tất cả những cái việc làm của mình trong chăm sóc cái lúa em 18 trong suốt một cái vụ hè thu này đến khi thu hoạch luôn ha bà con một lần nữa xin mến chào bà con và chúc bà con thành công.